đề xuất xử phạt hai thanh niên tắm tiền ở hồ Gươm 3 triệu đồng. Công an phường Hàm Bạc đã lập biên bản vi phạm đối với hai thanh niên trên về hành vi làm ô uế di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh. Căn cứ tại Điều 20, Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ quy định về vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa, sự việc thế nào mời cả nhà xem tiếp nhé. Liên quan đến clip hai người cởi đồ tắm ở Hồ Gươm, Công an phường Hàm Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5. Nhân vật chính trong clip là hai nam thanh niên sinh năm 2001 và 2006, quê huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện là nhân viên quán ăn ở phường Hàng Bông. Theo đó, sau khi hết ca làm đêm, hai người này ra gần đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chơi. Sau đó, họ trùm khăn đen lên đầu và ngâm mình xuống hồ Gươm. Công an phường Hàm Bạc đã lập biên bản vi phạm đối với hai thanh niên trên về hành vi làm ô uế di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, căn cứ tại Điều 20, Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ, quy định về vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa. Mức xử phạt đối với hành vi này là từ 1 đến 3 triệu đồng. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip với hình ảnh hai người tắm tiền ở Hồ Gươm. Theo chủ nhân clip, sự việc xảy ra sáng sớm 16 tháng 5. Ngay khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích trước hành vi phản cảm của hai người này và đề nghị cơ quan chức năng có hình thức xử lý. Theo quy chế quản lý phố đi bộ Hồ Gươm và phụ cận ban hành giữa năm 2022, các hành vi như bơi lội, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ bị cấm. Còn bạn thấy sao về trường hợp này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.